Hồng giòn Đà Lạt, một loại trái cây thơm ngon cùng với dâu tây Đà Lạt, làm nên đặc trưng của thành phố sương mù. Bất cứ du khách nào đến đây cũng cố gắng tìm được cho mình những quả hồng giòn thơm ngon để làm quà tặng cho người thân. Hồng là loại cây sống ở vùng ôn đới, nên khi du nhập vào Việt Nam, hồng sinh trưởng và phát triển chủ yếu ở những khu vực có khí hậu mát mẻ quanh năm. Cây hồng đã có mặt ở Đà Lạt từ lâu, nhưng trước đây người dân chủ yếu thu hoạch hồng chín để bán, làm mứt hoặc sấy khô. Nhưng khoảng chục năm trở lại đây, người ta chuyển hướng sang thu hoạch hồng khi quả vừa già, đang chuyển dần sang màu vàng nhạt. Và từ đó, người Đà Lạt có thêm một đặc sản mới vô cùng thơm ngon với tên gọi rất dân dã, nhưng không kém phần hấp dẫn của hồng giòn. Hồng giòn Đà Lạt có vị ngọt ngọt, thơm thơm. Khi chẻ ra, những miếng vừa ăn cho vào miệng, nhai nghe giòn rôm rốt rất thú vị. Với một ưu đãi về khí hậu rất tuyệt vời mà thiên nhiên dành cho Đà Lạt, nơi đây còn được ban tặng những sản vật tuyệt vời mà khó nơi nào có thể dễ dàng có được. Không cần kỳ công chăm sóc, tưới tiêu, không kén chọn đất tốt, không quản ngại sương, mưa gió, cây hồng Đà Lạt cứ thế lớn lên, sinh trái như một lẽ dĩ nhiên phải có trên mảnh đất Đà Lạt. Đặc biệt, từ hồng giòn còn có thể chế biến ra thành nhiều loại thực phẩm khác nhau rất thú vị như mứt hồng, hồng khô, hồng vôi. Hiện nay ở Đà Lạt có rất nhiều giống hồng, hồng hỏa tiễn, hồng giòn, hồng trứng, hồng tàu, hồng bom khía, hồng chén. Đà Lạt, kinh đô của hồng giòn sẽ không làm khách du lịch thất vọng về chất lượng cũng như giá cả của loại quả thú vị này. Hồng giòn Đà Lạt, một món quà độc đáo và thú vị mà thành phố ngàn hoa dành tặng cho du khách trong những ngày thu mát mẻ, se se lạnh và đầy hương vị quê hương. Hồng ngâm giòn và vị ngọt rất được nhiều người yêu thích, nhưng lại hay bị chát. Chính vì thế các chị em nội trợ cần phải biết cách xử lý để hồng được giòn ngon. Mùa hồng thì cũng đang đến, cho nên là hồng thì có rất là nhiều loại. Mà thường thì thông thường thì mình mua về thì nó sẽ hay bị chát, mình ăn liền thì hay bị chát. Cho nên là nếu mà mình biết cách xử lý thì mình ăn nó sẽ ngon hơn, thì không bị chát. Cách xử lý thì cũng có nhiều cách. Từ những cách đơn giản là mình có thể bỏ vào trong thùng gạo, sau đó mình rải gạo lên, mình để khoảng 2-3 ngày thì mình có thể ăn rất là ngon. Hoặc là mình có thể xử lý qua nước vôi tôi. Cách xử lý thì rất là đơn giản, mình sẽ hòa vôi tôi với một lượng nước vừa đủ. Sau đó mình sẽ cho hồng vào, rồi mình ủ khoảng 2-3 ngày là có thể dùng được, rất là ngon mà không bị chát nữa. Ngoài cách ngâm hồng với vôi tôi thì còn có những cách khác cũng đơn giản không kém. Như đặt hồng vào thùng nhựa rồi lấy cồn nhẹ hoặc rượu gạo cho vào bình xịt, phun sương lên bề mặt. Sau đó để kín nắp thùng trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là hồng hết chát. Một trong những cách làm hồng hết chát nữa là xếp chung với vài quả lê hoặc táo, để kín nắp thùng và để trong 2 đến 3 ngày. Hay ngâm hồng với nước ấm khoảng 35 độ, ngâm trong 2 ngày. Khi nước nguội lại thay bằng nước nóng, sau đó vớt ra để ráo là ăn được rồi. Ngoài ra, một cách khử vị chát của hồng ngâm cũng rất hiệu quả mà đơn giản nữa là bạn hãy rửa hồng bằng nước muối loãng. Sau đó lấy kim châm vào quả hồng, rồi ngâm trong nước sôi để nguội khoảng vài giờ thì hồng cũng sẽ không còn chát nữa.
hồng thì hiện nay thì nó có nhiều loại, và những năm gần đây thì nó có cả hồng Trung Quốc nữa, cho nên là nó rất là khó khăn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn. Vì vậy là để lựa chọn được hồng đảm bảo uy tín chất lượng thì các bạn nên lựa chọn, nên đến mua hồng ở những cửa hàng quen chất lượng thì nó sẽ đảm bảo hơn. Đặc biệt là khi lựa chọn hồng thì chúng ta nên chọn những quả có cuống, còn bóng và không có bị bầm dập thì nó sẽ có chất lượng tốt hơn. Hồng giòn thường ăn lúc chưa chín mềm, màu vàng, trái hơi vuông. Loại hồng mềm hay hồng đỏ chỉ nên ăn khi quả chín mềm. Quả hồng lúc chưa chín bên ngoài có một lớp sáp, khi ăn thường có vị se chát vì chứa nhiều tannin. Khi quả chín sẽ trở nên ngọt hơn vì tannin đã biến mất. Cách ăn tốt nhất là ăn tươi. Thịt quả hồng có giá trị dinh dưỡng rất cao vì chứa nhiều beta-carotene và sinh tố A, sinh tố B và C. Ngoài ra còn nhiều khoáng tố vi lượng như canxi, phosphor, sắt, protein, nhiều chất xơ, đường. Hồng còn được sử dụng như phương thuốc cổ truyền chữa nhiễm trùng phổi, trĩ và chữa bệnh suyễn. Với dạng hồng khô, ăn mỗi ngày khoảng một trái là tốt. Hồng còn giúp ngừa ung thư nhờ hàm lượng beta-carotene cao và các hợp chất như sibutol và acid betulinic có tác dụng kháng ung thư. Một nghiên cứu mới tại Nhật Bản còn chứng minh tác dụng chống lão hóa của hồng nhờ nhóm hợp chất proanthocyanidin có nhiều trong vỏ. Hồng tươi có tính hơi hàn, có thể làm hạ huyết áp, không nên dùng cho người suy kiệt, huyết áp thấp, mệt mỏi kinh niên, phụ nữ sau khi sinh. Hồng khô tính bình, dẻo, ngọt, được dùng chữa ngộ độc do ăn uống gây tiêu chảy, kiết lỵ lâu ngày không hết. Tuy vậy, không nên ăn nhiều hồng tươi vào lúc quá đói, cũng không ăn cùng những loại quả chứa nhiều axit hoặc protein, vì tannin trong hồng sẽ kết tổ với các nhóm chất trên làm tắc nghẽn đường tiêu hóa, gây khó tiêu và kích ứng niêm mạc ruột. Cũng nên lưu ý, hồng khô nhiều đường, ăn nhiều quá sẽ hại tỳ, không tốt cho răng miệng và dễ sinh nhiệt trong cơ thể. Người tiểu đường cần hạn chế sử dụng. Ngoài ra, hồng còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, bởi vậy những người bị bệnh cao huyết áp được khuyên nên ăn hồng. Chỉ cần 3-4 quả hồng mỗi ngày có thể giúp làm ổn định huyết áp mà không cần dùng thuốc. Hồng còn được sử dụng khi bị các bệnh về dạ dày, đặc biệt khi bị rối loạn đường ruột. Người ta còn sử dụng hồng đắp vào vết thương và vết bỏng để lên sẹo nhanh, vì hồng có tác dụng diệt khuẩn tốt. Quả hồng ngọt giúp chế ngự cơn đói rất tốt mà vẫn không có nhiều calorie. Bởi vậy các nhà dinh dưỡng khuyên những người thừa cân nên bổ sung hồng vào khẩu phần ăn của mình. Tuy nhiên cái quý nhất của quả hồng là đường thực vật rất bổ ích đối với người bị bệnh tim mạch. Mặt nạ đẹp da từ quả hồng đặc biệt tốt cho những chị em có làn da dầu hay nổi mụn và bong tróc.
Hồng thì mình rất là hay sử dụng, bởi vì giá trị dinh dưỡng nó thì không chỉ mình mà tất cả chị em phụ nữ được công nhận là rất là tốt. Thứ nhất là cho sức khỏe, và thứ hai là cho dáng, cho vóc dáng thì nó rất là đẹp. Mình rất là thường xuyên sử dụng. Hồng thì có rất là nhiều cách để mình dùng tùy theo sở thích của mỗi người. Thường xuyên thì mình thì thường hay dùng Hồng. Có thể là mình đối với Hồng giòn thì mình sẽ bỏ vào tủ lạnh rồi mình sẽ ăn như một loại trái cây. Còn có thể là mình sẽ làm sinh tố, hoặc là mình sẽ ăn với sữa chua, nó là mát và bổ dưỡng sức khỏe. Đối với Hồng thì mình nên sau khi mình ăn thì mình sẽ bỏ vào tủ lạnh để mình bảo quản thì nó sẽ tốt hơn, nếu mình để ở ngoài sẽ nhanh hơn. Về phần vỏ và hình dáng, Hồng thuốc chín bằng hóa chất, quả chín đều, vỏ căng bóng, trơn nhẵn, đẹp mắt. Quả hồng có nguồn gốc từ Trung Quốc, thường to tròn và hơi bạc. Trong khi đó, hồng Việt Nam ít bắt mắt hơn. Vỏ có nhiều đốm đen, dáng thuôn thuôn hình bầu dục. Về núm và cuống hồng, nếu quả hồng bị ngâm thuốc bảo quản thì núm quả thường xuất hiện những vùng trắng. Những quả hồng ngâm thường được lọc sạch cuống. Do vậy, khi mua, người tiêu dùng nên chọn quả hồng còn cuống, trông tươi nguyên, không bị thâm đen quá mức. Về mùi vị, hồng ngâm hóa chất do bị thuốc chín và chứa chất bảo quản nên vị nhạt hơn, thì thoảng có mùi lạ, ăn không được ngọt thơm. Trong khi đó, hồng giòn chín tự nhiên có vị ngọt đậm, ăn không bị chát. Ngoài ra, nếu người dùng để ý, sẽ thấy rằng những quả hồng giòn không bị ngâm hóa chất khi mua về nhà sẽ xuống mã rất nhanh. Thậm chí khi mang để trong tủ lạnh, chỉ sau 1 đến 2 ngày, những quả hồng tươi ngon sẽ có dấu hiệu bị mềm nhũn, thâm đen, giảm vị ngọt. Ngược lại, với những quả hồng bị ngâm hóa chất, thời gian bảo quản sẽ lâu hơn. Để trong tủ lạnh vẫn rất bắt mắt, không hề bị xuống mã. Bên cạnh đó, để mua được hồng ngâm ngon, nên chọn những quả già có màu vàng cam đậm, không bị dập nát hoặc có vết thâm nhũng. Những quả hồng xanh vàng thường bị chát là những quả được vặt còn non. Ngoài ra, người tiêu dùng nên chọn mua hồng tại những địa chỉ uy tín, có thương hiệu, xác định rõ ràng nguồn gốc của hồng.